Vâng, em xin chào các bác. Hôm nay thì nhà em lên cho các một cái sản phẩm. Vâng, con này thì có mã là L7SX. Đấy, con này em thật các bác, nếu mà làm giải mã thì đúng là quá là sang đấy. Nếu bác nào mà làm lấy con này gọi là chỉ về để làm giải mã thôi thì em nghĩ là nó sang quá. Thực sự các bác là như vậy. Bởi vì L7SX là một bản đời rất là cao. Nó cao hơn hẳn so với cả những con đời 7 trước của nó. L7 thì có L7 TX, FX, L7X, UL7, L7 rồi X7, 7GX, đấy là những cái đời mà phía sau nhá. Đấy, còn một vài con sản phẩm nữa mà em chưa đang hiện tại trong đời em thì chưa chưa nhớ ra được. Thì đấy là một số sản phẩm của thuộc đời 7. Nhưng với con L7SX này nhá. Thứ nhất về mặt hình thức thì em nói một chút là có thể nhìn thấy được ngay này, đánh giá được ngay là đấy là một con hàng mà nó chất lượng cao này. Thứ nhất về cái mặt nhá. Về cái mặt này, mặt của cái dòng này nó là mặt nhôm phai nguyên bản. Với những cái con ví dụ như là LBX, UL7 này hay là L7 FX hay TX nhá thì đều là phun sơn tĩnh điện. Tức là thuộc dòng phun sơn tĩnh điện. Đấy, thì chất nhôm nó mới mịn được. Còn với cái dòng L7 SX này nhá thì các bác nhìn này. Em thật các bác, nếu mà các bác về mà sờ mà không thấy mịn cứ đập vào mặt em nhá, này. Này. Nó là dòng nhôm phai. Nhôm phai nhá, nhưng mà nó làm theo kiểu cực kỳ mịn luôn. Đấy. Thực sự các bác như vậy. Đấy, con hàng này thì em nói luôn là em cũng vệ sinh qua đây nhá, em chưa vệ sinh kỹ đâu nhá. Tức là vệ sinh cái vỏ này. Mấy cả cái mặt này là em chưa vệ sinh kỹ lắm đâu, thì về các bác lau thêm nhá. Đấy, em vừa phủi qua một chút thôi. Đấy, nó cũng còn một vài chỗ nó gọi là chưa được ưng ý cho lắm đây này. Đấy, về các bác lau thêm cho em cái. Nhưng về cơ bản thì thực sự các bác là đẹp tuyệt vời. Con em thấy là hàng về đẹp, em vệ sinh qua khô mà đẹp như này. Về các bác dùng cái khăn ẩm ẩm ấy. Ẩm vừa nhá, đừng ẩm quá các bác nhá. Xong các bác lau sạch sẽ cho em. Đầu tiên các bác lau khô đã, lấy khăn sạch lau khô, sau đó mình sẽ dùng cái khăn ẩm mình lau lại lần nữa là nó bóng lắm. Này. Em thật các bác cũng là dòng nhôm phay nha, các bác sờ các con khác xem nó sần sần. Đấy, còn dòng này là nhôm phay này. Tức là ý em nói đây là gì? Là người ta làm cẩn thận, chi tiết và cực kỳ tỉ mỉ. Đấy, tức là cái độ hoàn thiện cho cái con này này nó rất là cao, độ hoàn thiện cực kỳ cao. Đấy. Các cái phím điều chỉnh này, đấy. Bố trí cũng rất là hợp lý luôn nhá. Ví dụ như MD, đây, một loạt các phím ở trên. Đấy. Với những con máy khác nhá, MD này, CD này, rồi lấy ba cái thứ, họ cho hết một hàng đây. Đấy, thế nhiều khi mình dùng rất là bất tiện, mình ấn ồ cái nào ấy nhỉ? Ấn vào cái nào ấy nhỉ? Đấy, so rất mất thời gian, nhưng mà cái này không. MD đúng không ạ? Trên này. CD đúng không ạ? Đây, dưới này. Chuyển bài các chế độ đúng không ạ? Ấn vào đây. Ok chưa ạ? USB, đây, USB ấn vào đây. Được chưa ạ? Đấy, lấy bài, xoay cái phím này. Ok chưa ạ? Đấy. Cái phím này nhá, cái phím multi đây này. Cái phím này thì nó hỗ trợ cho cả USB này, CD và MD, tức là nó nhiệm vụ của nó sẽ là lấy bài cho ba cái thiết bị đó là CD, MD và USB. Đấy. Được chưa? Còn cái phím này, input này, là mục đích của nó làm gì? Để nó sẽ là hỗ trợ toàn bộ tất cả các chức năng, ví dụ như CD, MD, USB, cắm điện thoại, máy tính, rồi cắm Smart TV. Đây, các bác nhìn em chuyển nhá. Đầu tiên là CD này. Đấy, digital chính là cổng quang để làm giải mã này. Line là đường điện thoại này. Tape nó là đường điện thoại này. À xin lỗi, line là cổng đây, cũng là đường điện thoại nhưng mà nó là cổng line phía trước này. Đấy, dock là đường điện thoại AV phía sau này. Đấy. Ok chưa ạ? USB nó là cái này. Đấy. Thì bây giờ em sẽ đi tiến hành test từng chức năng một cho các bác, được chưa? Test bàn giao hết luôn. Đấy. Còn về cái độ cấu hình đẹp thì em nghĩ là nếu mà so một con hàng bãi thì đây là một con hàng xuất sắc. Đấy, tức là so với cả một lô hàng bãi về thì đây là một con hàng xuất sắc. Tại sao em dám nói như vậy? Bởi vì đây thực tế các bác nhìn luôn này. Đấy. Đây các bác nhìn này. Tuyệt vời luôn. Đấy. Nói chung thì hàng bãi thì nó không thể tránh được khỏi cái chuyện gọi là xước sát đúng không ạ? Hàng bãi là kiểu gì nó xước sát méo móp. Đấy, tuy nhiên về cái độ gọi là xước sát con này gần như là gọi là nó siêu siêu nhá. Chứ nó không không đáng nhắc tới luôn đấy các bạn. Đấy. Đây. Đây là em đang để chế độ quay mộc nhá, không chỉnh sửa hình ảnh nhá. Chế độ camera quay mộc hoàn toàn, không chỉnh sửa. Đấy. Nên các yên tâm nhìn riêng nhà em quay là quay toàn quay mộc hết, không chỉnh sửa. Đấy. Hàng đẹp lắm. Con này hàng đẹp tuyệt vời mà lại chạy full chức năng các bác ạ. Đấy, thế nó mới dở chứ nhỉ. Chạy này còn chạy full chức năng, đã đẹp là còn chạy full chức năng. Đấy. À, với những dòng cao cấp này nhá thì tản nhiệt sẽ là phía trong. Đấy, tản nhiệt sẽ đặt trong máy. Ok chưa ạ? Đây. AV sẽ được 3 cổng này. Các bác có 2 cổng in ở dưới này. Cổng này cổng này các bác lấy làm giải mã nhá. Làm giải mã thì lấy cổng này ra cho em này. Đấy, nhưng mà các bác mà làm con này làm giải mã thì em nghĩ nó xịn quá, em thật các bác là nó sang quá ấy. Kiểu nó bị sang quá. Đây. Đấy, em cái phần này em quên chưa lau rồi.
Đấy, về bác lau qua em tí. Đấy, cầu loa này, ghép loa từ 4 đến 16 ôm này. Đấy, các bác nào thích có thể cắm thêm súp vào đây này. Đấy, súp vào đây. Đấy. FM AM rồi. Ở à, đây cắm đường quang này nhá. Đây, về các bác cắm vào tivi thì một đường cắm vào đây, đường còn lại thì cũng cắm vào Smart TV. Ok chưa? Đấy, công suất của máy là 55W được chưa? Đấy. Đấy. Hàng nghiêm chỉnh các bác nhá. Hàng nghiêm chỉnh. Đây. Các bác nhìn cái vẹt ốc là có biết này. Nếu mà có sự tháo lắp là nhìn phát biết ngay đúng không ạ? Ốc sẽ bị kiểu bị xước này nọ các thứ nếu tôi biết chọc vào đúng không ạ? Đấy. Nhìn phát biết ngay. Còn riêng nhà em Nguyên Vũ luôn audio các bác yên tâm nhá. Đấy. Yên tâm luôn, không bao giờ sợ cái chuyện gọi là sửa chữa nó, bởi vì nhá, em thật các bác, em thử lấy ví dụ là có biết ngay. Ví dụ B1 con này mà bây giờ mang đi sửa lèo nhèo cũng phải tầm khoảng 400-500 nghìn. Thế bây giờ mà ví dụ 400-500 nghìn mình cộng thêm mà các bác có lấy không? Em thử hỏi các bác có muốn lấy không? Chắc chắn các bác không muốn lấy. Đấy là về cái giá thành. Còn cái về vấn đề hàng bãi mà nói thì đã sửa chữa không ai mua. Đến bản thân em vậy thôi, đã sửa chữa em không thích. Đấy, thế này các bác yên tâm. Riêng hàng em nhá, con nào mà về mà có vấn đề gì phát là em thanh lý ngay. Và em đọc nói luôn, ví dụ con này không lên nguồn đúng không ạ? Em bán chốt cho con này không lên nguồn, thanh lý luôn. Con này nó đang bị một vế không lên tiếng, em thanh lý cho các bác luôn. Đấy, con này đẹp nhưng nó đang trục trặc cái này, em báo các bác luôn. Còn con này hàng đẹp, chạy full chức năng, em báo các bác luôn. Được chưa ạ? Đấy, ví dụ con này nhá là hàng đẹp, chạy full chức năng, bây giờ em sẽ đi thử luôn. Đấy. Ok chưa ạ? Bây giờ thử cái gì trước này, thử điện thoại trước nhá. Em sẽ chuyển này. Đấy. Con này là hiện tại là nhà em đang còn một con nhá, có một con này thôi, thế nên là em sẽ hướng dẫn video này hơi dài một chút nhưng mà nó chi tiết được chưa ạ? Nó chi tiết để các bác có thể là nắm rõ được luôn này. Đầu tiên em sẽ test đường điện thoại này, em đang cắm cổng đốc này. Đấy. Lên nhạc này. Volume xoáy đầm tay lắm. Cái volume này về các bác có thể rút ra để vệ sinh nha. Đây này, mình cầm ở đây xong mình rút ra để vệ sinh nha. Tại vì bên trong này em chưa vệ sinh. Kể cả mình giảm tốc xuống 1/20, 1/30 phần, không cảm thấy có tí lúc nào. Với anh em nào quay phim thì ở góc rộng như này về anh em. Nó xử lý chất âm rất tốt. Đây là đường điện thoại các bác nhá. Cắm máy tính điện thoại. Đây là một cổng nhá, em đang cắm cổng đốc đúng không? Phía trước là cổng đốc đúng không? Bây em chuyển lên cổng tép này. Đấy, các bác mà thích cắm cổng nào thì chuyển cổng đấy nhá. Lưu ý cho em này. Đây là em đang hướng dẫn đấy nhá. Ví dụ cắm cổng nào thì nhớ là quay lại trở lại phía trước phải chuyển về cổng đấy nhá. Vừa rồi là cắm cổng dưới tên là DOCTCK đúng không? Bây giờ chuyển lên cổng trên là TAPE đúng không? Đây. Đấy, vừa rồi các bạn em cắm cổng dưới là DOCK đúng không? Bây giờ phải chuyển lên này. Chuyển lên cổng TA này. Đây, TAPE. Đấy. Như là chỉ một mẹ thôi quê hương, nếu ai không nhớ sẽ không lớn. Đấy, còn các bác mà thích nghe đường quang này, nghe quang thì nó sẽ to hơn đường điện thoại một chút, thì các bác phải chuyển này, chuyển về chế độ đường quang này, nó là digital. Đấy. Lạnh pha cuộc vui ngày nào toàn câu gian dối, tôi mãi chưa quên lời ai nói yêu tôi rồi mà lòng người thường hay thay đổi. Đấy thì đấy là đường quang nhé, đường điện thoại xong rồi này, đường quang xong rồi, tiếp tục em test USB này. USB các bác chỉ chuyển này, nhấn vào đây nhá, đây là cái phần chỉnh USB này. Đấy, sau khi nhấn thì đèn nó sáng này. À, cái con này thì nó đọc được cả tên bài hát và đọc được cả tên ca sĩ luôn. Đây các bác nhìn này. Một Mai Giã Tử Vũ Khí là tên bài hát này. Ca sĩ thể hiện này là Đan Nguyên. Đấy. Ok chưa ạ? Thế còn lách bài thì đây nhá, lách bài của USB này.
Đấy. Nó sẽ hiển thị là đêm buồn tỉnh lẻ. Ca sĩ thể hiện là đàn nguyên. Đấy. Ok chưa? Đấy là nghe USB. Đôi nơi tơ duyên xưa còn hay mất, mai trường ơi em tôi còn học nữa hay ra đi từ đô nào. Đấy là đường quang nhá. Đấy. Đấy, thế còn tiếp tục các bác nghe CD này, nhấn vào CD này, play CD này. Đấy. Cái CD và cái MD thì em nói luôn là gọi là test thì em test thêm cho vui nhá, chứ cũng không bằng bảo tỏ CD và MD, tại vì là đây nhiều khi nhiều các bác là cứ dùng cái cũ đến mốc đưa vào test đây, xuống lúc bảo em là ơi em ơi sao nhà em test được mà lúc về không test được, bởi vì là các bác dùng cái cũ đến mốc làm sao mà test được đấy. Nên đã dùng không dùng thôi, dùng là phải dùng đĩa xịn cho em nhá, về mua cứ đĩa xịn mà dùng cho em nhá, của bền tại người mà đúng không ạ, muốn nó tốt thì phải dùng đĩa xịn, đĩa là mốc vứt hết ngay cho em, kể cả một chấm mốc hay xước vứt luôn, lấy luôn đĩa mới dùng nhá. Đấy là muốn nghe CD. CD lách bài đây nhá. Con này nó cái phím này lách bài như em đang ngay từ đầu nói rồi, nó sẽ sử dụng chung cho USB, CD và MD. Thực sự là em nhìn vào cái mặt này nó đẹp thực sự các bạn. Nó mịn, nó là dòng nhôm phay nhưng mà em thấy người ta làm quá cầu kỳ luôn, nó mịn thực sự. Lách bài con theo rất là nhạy, tức là cái tốc độ chuyển bài của nó nhanh như vậy chứng tỏ là mắt còn rất là tốt đấy. Thế là lên về mình phải dùng là dùng đĩa xịn được chưa, thì để mắt nó bền thêm đấy. Đấy là CD nhá. Đấy, tiếp tục MD này, kiếm con hàng đẹp mà lại về chạy phun chức năng nhè, thông thường sẽ được cái này chỉ mất cái lọ các bạn, nhưng mà con này thì lại được tất cả đấy. Have you ever heard of the orange age? Ủa, cái nhạc gì vậy? Cái đĩa của Nhật đấy. Em chả biết đâu nhà nhạc có vậy rồi. Chả hiểu cái nhạc gì. Ok, rồi. Mấy cái nhạc này thực sự là gọi là test thêm cho vui thôi chứ còn nghe em chả hiểu gì quá. Đấy thì em có nói thật là như vậy. Con này nhá, vâng. Giá của nó bình thường con này thì có biết rồi không ạ? Giá của nó sẽ là nếu mà như tầm các bác mà mua 4 5 tháng trước nhá thì giá của nó sẽ là 2,3 triệu. Đấy là nói thật, các bác cứ thử xem mà xem. Không lúc lại bảo em nói phép. Đấy, còn bây giờ hiện tại bây giờ nhá, nhà em đang có chương trình hỗ trợ hết mức cho các bác luôn. Mà con này cũng là hàng mới về thôi. Đấy. Mới về thật quát là được 3 hôm nay rồi nhưng mà hôm nay mới quay lên cho các bác được. Đấy, tại vì về là còn rất là nhiều sản phẩm khác mà nhiều bác khách hàng khác lại yêu cầu cứ phải quay lên luôn. Thế là cũng chưa có thời gian quay con này. Đấy, còn em nhắm nó là em quay luôn rồi. Nhưng mà hôm nay mới có quay được, hôm nay mới rảnh buổi sáng này thì quay được. Đấy, thì con này là hiện tại là em còn đúng một con duy nhất ở cửa hàng nhà em. Đấy, thế nên là bác làm mà chốt thì phải chắc chắn cho em nhá. Chốt là phải chắc chắn cho em. Về xem video hướng dẫn thì em đã sử dụng, em hướng dẫn các bác là rất là chi tiết rồi. Cái video này nó lên tới, bình thường em quay một con giải mã như này thì nó chỉ khoảng 7-8 phút thôi, nhưng mà con này lên tận 15 phút rồi. Đấy là em hướng dẫn rất là chi tiết để các bác về sử dụng, được chưa? Được chưa? Về nhớ cắm điện 100V cho em nhá. Con này là hàng đẹp, các bác mà cắm mà nó bị chết là thật các bác, là em tiếc thay cho các bác luôn đấy. Đấy, phải lâu lắm rồi nha, hôm nay có con hàng mà nó lại về phun chức năng mà chạy đẹp như này, CD còn đọc tốt như thế này. Đấy. Thì giá con này nhá thì thôi tính các bác là, tại vì con này hàng trong cái lô này là về không mất phí, thế nên em tính các bác là 1 triệu, vâng, 1.780.000, vâng, 1.780.000. Đấy. Đấy là cái giá hữu nghị nhất cho con này nhá. Đấy là con mở hàng đầu tiên.
là cái lô hàng này. Đấy, tất cả vẫn còn để bên kia, hàng vẫn để bên nhà bên đây. Em mới bóc được có hai kiện thì em thấy cục là em bị quay rồi, nhưng mà tại vì là mấy này không có bác khách, bác đang yêu cầu mấy cái dòng kia thì phải quay trước. Đấy. Thế nên là bác làm một chốt thì phải chắc chắn cho em nhá. Alo trực tiếp cho em, đừng nhắn tin nhá. Nhắn tin lúc nhiều khi là nhà em không check được Zalo là các bác thiệt đấy, em nói trước như vậy. Không các bác lại check em, tại vì lần trước mấy bác check rồi. Bảo anh nhắn tin em khinh không thèm trả lời là không, thực ra không phải em khinh đâu. Khách hàng này nhà em rất là quý, rất quý khách hàng, bởi vì khách hàng đến với nhà em là rất là may mắn rồi đúng không ạ? Thế là nhà em rất là trân trọng, nhưng các bác nhắn tin nhiều khi là bên em rất là bận đấy. Thế là không check được Zalo. Đấy, thậm chí là kiểu các đơn hàng nó chồng lên ấy, thế là Zalo nó sẽ bị trôi, tin nhắn của các bác bị trôi dưới. Thế nhiều khi là không nhìn thấy, không mở lên được. Đấy, chứ không phải là nhà em không muốn trả lời hay là không muốn gì cả. Khách hàng mà người ta mang đến giá trị cho mình, tại sao mình lại không trả lời đúng không ạ? Đấy. Thế nên là các bác nào mà chốt là phải chắc chắn cho em alo cho em tiền tầm khoảng 5-6 giây là các bác đã chốt xong rồi nhá. Đấy thì tính các bác con này là 1.780.000 thôi nhá. Còn bình thường của nó sẽ 2.300.000 đấy. Nhưng mà đấy, như em đã nói là nguyên do rồi. Đấy, còn chức năng thì các bác yên tâm, chạy phun chức năng thử rồi. Đấy, các bác xem thực tế. Video này quay mộc hoàn toàn, không chỉnh sửa. Đấy. Rồi, em cũng xin phép kết thúc video tại đây. Xin chào các bác.